Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đã tập trung làm rõ tình hình khó khăn hiện nay của nước Nga, những tác động đối với cộng đồng người Việt tại Nga và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các ý tưởng để khắc phục trong ngắn hạn, cũng như tính đến các kịch bản khác. Nhưng chúng tôi rất mừng vì có một cái tinh thần chung là mọi người nhận thức được cái khó khăn đấy và có một cách tiếp cận rất là xây dựng. Là chúng ta biết là sẽ khó khăn nhưng chúng ta chuẩn bị để mà khắc phục những cái khó khăn đó và cố gắng là giữ cái hoạt động, giữ được các cái mối quan hệ trong cộng đồng với nhau để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì ban công tác cộng đồng trước hết là tiếp thu các ý kiến đóng góp của cộng đồng ta, thành lập các cái nhóm để xây dựng lên cái kịch bản trong tương lai thế nào, tiếp tục khó khăn, tiếp tục trụ vững hay là để phát triển sản xuất, phát triển kinh doanh ra sao. Vì vậy là ban công tác cộng đồng sẽ phối hợp với các hội đồng hương, với các hội người Việt tại các địa phương để thường xuyên trao đổi thông tin và tìm được các cái giải pháp để hỗ trợ cho bà con trong cái giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở các đề xuất tại buổi tọa đàm, Đại sứ quán cũng sẽ phối hợp với các hội đoàn, tổ chức nhóm, thông tin để cung cấp thông tin chính xác về tình hình thực tế đến bà con, nhất là các bạn trẻ là sinh viên, con em trong cộng đồng để hiểu đúng sự việc và có thái độ phù hợp.